Mời quý bà con cùng xem hai siêu phẩm máy thái thuốc nam Takeo TK 2002 Plus. Kỹ thuật viên của chúng tôi đang test máy thái miệng lát nhỏ cho bà con cùng xem. Máy phù hợp cho các cơ sở sản xuất thuốc đông y, thuốc nam. Máy thái nát miếng nhỏ và chặt khúc giúp phơi khô để nạp thuốc hiệu quả. Máy thái thuốc nam Takeo TK 2002 Plus sử dụng motor 3HP 2,2 kW, điện một pha 220V, dây đồng. Máy được bảo hành chính hãng 18 tháng. Chưa bao giờ việc chế biến thuốc nam trở nên dễ dàng như bây giờ. Nếu bà con có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.